寻找你愿望，美梦处，梦充满快乐，让你尽情逐追，灯火黄昏，星光全逝，愿尽却在身，散落仍能聚。 万箭好动千分招，枪会百分晓，听着我的笑，风雨至多少，往事随风流，不转头，来来回回有进有远，百般我承受，东方之珠，实践你愿望，美梦处。 是衷心的爱，让我前行尽力发奋，管荆棘沿途，手牵手同行，愿永久流芳万里，愿永久流芳万里。 À, Lãng Phong, chuyện gì? Có người kiếm anh. Lại, nó là bạn già ở làng gì của anh. Gì hả? Ở đâu? Lúc nãy anh đi theo tôi mà. Anh Tèo lớn, em là bạn già của anh đây. Thằng Dượng. À, cái hộp này, khi dỡ cái nhà cũ đã đào ra được ở mảnh đất trồng cải đằng sau của anh đó. À, má nói, có lẽ ba má của anh năm xưa đám mày ở chỗ đó, cho nên kêu tôi lấy tới để cho anh coi. Nè nè, Tèo lớn. Ê, Tèo lớn à. Chú Cát, tối như vậy có chuyện gì? Tôi có chuyện này nói với cậu. Không phải, là chuyện Kỳ Miễn. Quê Long không phải do bà giết đâu. Hey, chuyện của bà tôi không có hứng thú biết. Không phải, cậu nghe tôi nói nè. Chú Cát, chú không cần phải nói. Thứ dân này vì tiền, chuyện gì cũng dám làm. Lần trước bà giật đi cục thang xém chú bị phỏng tay. Lần này bà giết người có gì là lạ. Nè, cậu đâu có thể nào nói cái kiểu này như với sư phụ của cậu chứ. Chú Cát, chú đừng có quên rằng má chỉ là sư phụ tào lao của tôi mà thôi. Ây da, tào lao cũng được, thì cũng mặc đi. Tóm lại bây giờ bà một mình đã bị nhốt trong sở cậu lù á, thiệt tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cỡ nào? Chú có biết tôi ở trong bọn tào bị người ta đánh một cú sào ót. Nhất định là bà muốn đem tội giết người giá họa cho tôi. Hơ, ông trời có mắt đã bắt được bà. Nếu không thì bây giờ tôi đang ngồi trong sở cậu lù kìa. Không phải đâu Tèo lớn à, nghe tôi nói đi. Kỳ Miễn không phải là thứ dần đó. Đồ chơi này hồi nhỏ tôi thích lắm. Lâu nay bà làm rất nhiều chuyện. Thật ra bả thì có khổ tâm đó Tèo lớn. Nghe tôi nói đi. Tôi là má của cậu. Bà là má của tôi. Con à, con nghe má nói. Má không có bán con cho người ta. Má không có bán. Má, con tin má. Con à. Bà hạ tiện đến nỗi chơi ma nhập mình để mà gạt tôi. Còn trụ ẻ bà của tôi là Hán Giang. Trụ ẻ má tôi ở quá nuôi tôi lớn. Trụ ẻ tôi là con của Hán Giang. Tôi ước gì cho bà một bàn tay. Con không thể đánh má. Cái gì? Không lẽ tôi sợ bà? Má lo là con đánh má, con sẽ bị trời đánh. Được, bà làm nhiều chuyện bậy bạ. Con trời đánh bà hay đánh tôi? Bà nhất định sẽ gặp quả báo. Tôi ước gì kiếp này mà kiếm không lại thằng con của bà. Cậu có nghe tôi nói chuyện không đây? Cậu đang coi cái gì vậy? Người này không phải là... Chú Cát, có phải chú biết chuyện gì không? Tôi biết cái gì? Chú Cát, tôi nhớ là chú dẫn tôi đi coi bói. Khi không vô cớ, bà trả giúp nợ cho tôi. Rõ ràng tôi có xích mích với bà, chú lại cứ nói tốt cho bà. Hãy nói cho tôi biết, thật ra tôi với bà có quan hệ gì? Cậu cùng với ai có quan hệ gì chứ? Tôi nói bà là bà. Đừng có ép tôi mà. Chú Cát, hãy nói mau. Nói đi chú Cát. Tôi không thể nói đâu. Tôi đã có thể đọc rồi. Nói ra sẽ bị ông trời đánh đó. Không được thiện chung. Chú Cát làm ơn nói mau. Được hay là vậy? Cậu đoán đi. Thật ra thì cậu với người đó có quan hệ gì đây? Thật ra Kỳ Miễn là mẹ ruột của tôi. Nè, là cậu đoán thôi nha. Tôi không có nói. Kỳ Miễn, bây giờ nó đã biết hết rồi thì chị gặp nó đi. Cho nó một cơ hội đích miệng á, kêu chị một tiếng má thì cũng tốt mà. Không được. Cái lúc này
tôi lại càng không thể gặp nó. Không phải đâu Yến à. Chú đại cát, nghe tôi nói, anh đi nói với nó, nếu nó thật hiếu thảo với má nó thì phải nghe lời má nó, đừng có tới gặp tôi. Tóm lại, bây giờ tôi biết trong bụng của nó muốn nhận lại cái bà má này. Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm. Chú cá, tôi thật không hiểu, sao má không cho tôi nhận lại má? Tôi có nói qua rồi, má không muốn liên lụy tới cậu. Tôi không thể bỏ mặc má đi gánh tội cho tôi, như vậy sẽ bị trời đánh. Vậy tôi hỏi cậu, cậu vô kêu một tiếng má lại cứu được bả hay sao? Tôi... Bây giờ quan trọng nhất là phải kiếm ra tèo nhỏ. Kiếm thấy tèo nhỏ là cả câu chuyện sẽ được minh bạch. Trước đó má làm bao nhiêu việc cho tôi, nhưng tôi cứ luôn chọc tức bả, rầy la bả. Bây giờ muốn nói câu xin lỗi với bả cũng không được, tôi thật là vô dụng. Cậu muốn nói câu xin lỗi với bả cũng không phải là không có cách đâu. Tèo lớn à, tôi mắc tiểu quá đi, để tôi đi tiểu trước ha. Chú Cát, chú hãy nhẫn nại một chút. Cũng hãy với thường thân hợp tác mua hộp xoàn. Bây giờ thằng Quay nói mớ hộp xoàn đó đã bị mất, thì bọn họ nhất định sẽ kiếm thằng Quay để mà hỏi chuyện. Đam cảnh sát cũng thiệt tình, cậu đã nói với họ cái chết của Quê Long là liên quan tới việc cả buôn lậu hộp xoàn mà họ lại không tin. Việc của má tôi nhất định phải đích thân để mà ra tay. Chỉ cần kiếm ra được thằng Quay là má của tôi sẽ được cứu. Chú Cát, hay là chú đi nhà vệ sinh cho mau, nếu không để một lát thêm một hồi chú lại phải đi kiếm chỗ. Thiệt tình. Yên tâm đi, tôi về mau lắm. Không ngủ gì chứ? Ngày nào trung minh ngày đó quy quang, ngày nào bế minh ngày đó điều tàn. Hát rất hay. Cậu thường chiếc áo hát đó hình như không dùng cho cậu. Anh không có tài cá thì tuyệt không nên ăn cắp cái áo mắc như vậy. Đưa qua đây, trả áo cho hai người cũng được, nhưng phải hứa với tôi một chuyện, hộp xoàn này phải chia đều làm ba. Không sao, thanh minh năm tới sẽ đốt cho anh. Đứng yên, bỏ dao xuống. Tôi bị bỏ dao xuống có nghe không? Quay, không được làm ẩu. Các người đừng có làm ẩu mới đúng. Tôi nãy cho biết, các người dám qua đề thì tôi sẽ bắn liền. Bình tĩnh. Anh Quay, anh Hai, có chừng hả? Chạy đi, chạy mau, hãy chạy đi mau.
Đứng lại, đứng lại. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhóc con. Đưa áo đây, đưa cái áo qua đây. Đưa đây, không được, đừng mong. Sao hả, em không gì chứ? Đừng qua đi. Tôi tới chỉ muốn giúp anh mà thôi. Anh đừng có gạt tôi. Anh cũng như họ, cũng là vì hụt xoàn của tôi. Tôi theo dõi bọn họ tới đây là chỉ muốn khuyên anh hãy đi tự thú. Tâm bậy. Tôi đã giết chết quầy lồng, bây tôi tự thú thì có khác gì biểu tôi đi chết. Bây giờ má của tôi bị cảnh sát bắt đi, không chừng má sẽ bị án tử hình. Anh không đi tự thú là má chết chắc. Má của anh? Kim Yến, Kim Yến là má ruột của tôi. Kim Yến? Tôi bỏ mặc anh với Kim Yến có quan hệ gì? Tôi là tôi không thể theo anh về tự thú. Quay à, coi như là tôi xin anh. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề xin anh mà. Tôi xin anh hãy theo tôi về tự thú, nếu không má của tôi sẽ chết chắc. Quay à, tôi vẫn xin anh. Anh là anh em tốt, anh hãy đi theo tôi về. Anh hai, tôi không thể theo anh về được. Tôi về với anh là tôi sẽ chết đó. Tôi không có về. Không gì đâu, chúng ta đi về. Anh hai, Tường Thẳng, cậu Thường, số hộp xoàn này thì mỗi người một nửa, mỗi người một nửa. Có phải không phải là cậu Sáu, cậu Sáu tôi bốn. Mày muốn chia hả? Mày phải chết. Buông tay. Hộp xoàn này của tôi, hộp xoàn của tôi. Buông tay, buông tay, buông tay. Em ở. Này, này, nắm chặt tay đừng có buông. Hai anh em tụi bay thân như vậy thì chết chung đi. Nắm chặt tay, nắm chặt. Em làm gì đó hoài? Hột xoàn. Bỏ đi. Anh hai, em nhất định phải lấy hột xoàn. Em làm bao nhiêu chuyện, giết bao nhiêu người, em nhất định phải lấy hột xoàn đó. Anh chỉ nắm được một cái tay của em thôi, anh đã đuối sức. Chỉ thiếu có một chút nữa thôi. Quay, quay. Não bộ của người bị thương bị da chạm mạnh, xuất hiện rất nhiều máu ứ để lại bộ phận thần kinh. Với tình trạng bây giờ, chúng tôi thì khó đoán chừng nào mới được tỉnh lại. Tóm lại mọi việc còn phải coi ý chí cầu sanh của anh. Nhưng mà anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Quay, anh thật không biết chuyện đến nông nỗi này. Nhưng mà không sao, em còn nhiều thời giờ mà. Em có thể tỉnh lại thật mau, làm lại cuộc đời. Em còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi lần chúng ta làm sai, ngày hôm sau thức dậy nói câu xin lỗi là mọi việc êm xuôi. Lần này em từ trên bờ vực thẳm cao như vậy té xuống mà không chết, chứng minh ông trời cho em một cơ hội. Em phải nắm giữ cơ hội này. Em đừng có nên phụ lòng những người ở bên cạnh của em đang bận tâm tới em. Em hãy tỉnh lại cho mau. Em nhất định phải tỉnh lại. Nè nè, thật ra tôi không hiểu. Tèo lớn nói đám cảnh sát á, nói bờ vực thẳm đích tai nghe được. Tèo nhỏ thừa nhận giết chết Quê Long mà. Tại sao vẫn chưa thả người chứ? Không những là vậy, còn có Cung Hải cũng nghe được. Ôi, thứ dần đó cũng đâu có gì chị Yến mà nói lời thiệt. Nè, vậy thì chưa chắc. Bản thân của nó cũng bị tình nghi giết người. Để tỏ lòng trong sạch của mình, không nói không được. Mong là cũng được như vậy thôi. Bà cứ yên tâm. Nghe nói cái áo hát đó giấu đầy hộp xoàn và có vết máu của Quê Long. Còn nữa, cây súng của Quê Long ở trong tay của Tèo nhỏ. Chứng cứ này rất có lợi cho sư phụ. Tuy nói vậy, nhưng bây giờ cảnh sát rất là tham nhũng. Thử hỏi, ơi chà, cái đám cảnh sát có phải vì mình không chịu đưa tiền cho họ nên không thả chị Yến?
Không phải tất cả cảnh sát đều tham ô như vậy. Không phải, chỉ cần cái tên dâm lại Diễn tham ô là đủ chết. Vậy là chị Yến không được thả ra. Nè, đủ cái suy đoán bậy bạ không giúp ích được cái gì. Các người đừng có quên, người mà lo lắng nhất không phải là mình. Alo, đã gọi lộn sao? Còn tưởng là có tình của má. Yên tâm đi Tèo lớn, má cậu có trời phù hộ mà. Ông trời đã cho chúng tôi bấy lâu, không biết khi nào mới chịu buông tha cho mẹ con chúng tôi được đoàn tụ. Thôi chết. Chuyện gì? Chuyện gì? Bắt được lên về. Chuyện thật là nghiêm trọng. Chuyện gì? Lúc nãy tôi về đài TV, nghe được khu nhà ở Taiwan đã bị hỏa hoạn, cả khu nhà cây đều bị đốt sạch. Nè Khang à, cháu làm gì đây? Kêu cháu ra ngoài dò tình của má nuôi thôi. Nhà bên kia cháy mắc mới gì cháu? Cậu hai. Ba, khu nhà cây bị cháy đã chết rất nhiều người. Phải, có nhiều người bị mất cửa mất nhà thiệt thay thảm. Cho nên đài TV tối nay sẽ cử hành một chương trình lạc quyên. Anh Phong ạ, chị Hộ, anh chị cũng tới tham dự giúp đỡ dùm. Còn nữa Hà Phi của chúng ta cũng tham gia nha. Mong có thể gom thêm được đồng nào. Được. Được cái gì chứ? Khang à, bây giờ chúng ta đã lo không xuể rồi, còn rảnh đâu mà đi giúp người. Không phải, làm người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Nay có chỗ dùng được chúng ta thì chúng ta phải nên đóng góp. Tôi tin nếu có má ở đây cũng nhất định cổ võ mình làm như vậy. Chúng ta cùng nhau đi. Được. Vậy được. Làm việc thiện là được vui nhất. Vì phải đưa ra viện trợ cho đám tay nhân này, tức là các bạn không nên chối từ. Sau đây, một ca sĩ nổi tiếng sẽ trình diễn với chúng ta, Lãng Phong. Không sai, Lãng Phong lâu nay nổi tiếng Tiêu Lâm và đem tới nguồn vui lớn cho đại đa số khán giả. Hôm nay, anh quyết định dùng mối thâm tình nhất của anh ủng hộ tất cả những tay nhân, mong họ sớm ngày dựng lại quê nhà, có lại nụ cười ở trên khuôn mặt. Quý khán giả xin cho một tràng pháo tay để đón chào ca sĩ Lãng Phong.轻抚我的脸，让你的笑温暖我心田，花开遍甜梦绵绵。也不去想从前，放开双手轻抚我的脸，让你的笑温暖我心田，花开遍甜梦绵绵。 Hello my baby， Hello， 看见梦里的脸，午夜白云片，带笑的再相见。
Hay thiệt. Hay quá. Bây giờ về tới nhà lòng tôi mới ổn định lại được. Ở trong sở cô lưu thiệt lo là không thể trở ra. Sợ không gặp được thằng con, không gặp được các người. Má hiền chị, từ nay má con mình không có phân ra nữa. Nói tóm lại, ông trời thì có mắt. Tèo nhỏ tỉnh lại kịp thời, thừa nhận nó giết chết quê lòng. Nếu như không, chị còn bị nhốt ở trong đó. Mời sư phụ. Nè Lan à, ngồi đây. Thực ra bản tính của thằng Quay không phải là xấu lắm. Lần này nó bị như vậy, kẻ làm anh hai này cũng phải chịu một chút trách nhiệm. Một con người tốt hay xấu, con đường đi là do nó tự chọn, không có thể trách ai được. Không ngờ gì Hộp Xoàn đã gây ra án mạng. Các bác thường cũng... Nè A Khang, con điên à? Con kêu cái tên đó là bác sĩ, hắn xém ra hại chết má nuôi của con. Thiệt đúng là người chết vì tiền. Cái tình thường thằng hại chết bà của Tèo lớn, bây giờ chết kiểu này tôi thấy dễ dãi cho hắn rồi. Cậu thường đang gặp tội này, nhưng mà Carol cổ... À, Khang à, má nuôi không phải là một người không nói lý lẽ, một người làm một người chịu. Cả câu chuyện giống hoặc mắc mớ tới mỹ lệ, con không cần lo lắng má nuôi phản đối hai đứa tới lui. Ý của con không phải vậy, con sợ là cổ không thể tiếp nhận chuyện này. Ây da, thằng khờ, má của cổ sẽ trở về chỗ này. Có má cổ ở đây, Carol chắc chắn không có vấn đề. Nhưng mà nếu có nhiều người bận tâm tới nó thì câu chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn. Thật ra chuyện gì? Vậy thì đi tỏ tình cho mau, coi chừng bỏ lỡ dịp mai sẽ tiếc đó. Phải, anh nuôi của con tự mình tệ thôi, nhưng mà răng dạy người ta cũng có lý lẽ lắm, phải biết sửa sao rồi chứ. Cô hai, hành lý của cô tôi đã thu dọn. Để đó đi. Carol, mau ra đây. Chuyện gì vậy má? Theo má ra là sẽ biết. Carol, con coi ai ở đó. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Má, tại sao lại như vậy? Cậu cho em nói hát bản này để mà tiễn biệt con. Con hãy để ý lời nhạc ha. Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. Why don't you know I need you so? Oh, tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, oh, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. Ý, chị Phát Lan, sao chị ở đây?
Tôi kéo anh Tiểu Rèn hả? Tiểu Nhu à, chị có thể giúp đỡ giùm. Hãy trao chiếc bông tai trân châu này cho anh Tèo Lớn. Chị Phấn Lan, chị không phải đã nói trên TV là chiếc bông tai này có ý nghĩa với chị, tại sao chị lại... Bông tai chỉ còn một chiếc, lại có ý nghĩa gì? Giao lại cho anh giùm, anh muốn bán cũng được, hay là muốn cầm cũng được, tùy anh. Vậy được. Người ta đã đi Nhật Bản, không lẽ còn ở lại đây với mình, ở lại đường miếu hay sao? Đã tới lúc phải dục bỏ nó đi, vậy mọi việc sẽ êm xuôi. Gặp chị Phấn Lan, chỉ nhờ em trả lại bông tai này cho anh. Em nghĩ là chỉ còn ở dưới lầu, chúng ta rượt theo mau đi. Anh Tiểu Điền, sao không rượt theo? Hay bỏ đi. Rượt thế cổ, không lẽ nói với cổ là chúc cổ thuận buồm xuôi gió? Hay là nói với cổ, tôi vừa đem chiếc bông tai trân châu khác dục xuống lầu. Có nhiều khi những chuyện như là trời định, giống như là cái đôi bông tai này ngay từ đầu đã không thể là một cặp. Anh Tiểu Đen, anh vốn là thích chị Phấn Lan, tại sao anh không đi tranh thủ? Có nhiều chuyện cô không có thể hiểu. Nếu như cô thiệt yêu thích một người, cô không thể để mặc đối phương vì cô mà phải hy sinh tiền đồ của mình. Em biết, nếu như thật yêu thích một người, cho dù gì anh hy sinh cũng đâu có sao. Thì phải, cho nên tôi đã chọn làm người hy sinh. Một năm sau, Nhật Bản. Ha, dân ái mộ trung thành của con lại gửi thờ tới à? Dạ phải. Tháng này là lá thư thứ ba rồi. Ha, mộ lan này, con cần viết nhiều vậy không đây? À, bà, chuyện gì? Bà ganh tị. Con nói như vậy là có ấn tượng tốt với mộ lan này rồi. Đương nhiên, mộ lan này kể từ ngày con vô nghề thì đã viết thơ cổ võ ủng hộ cho con, không bao giờ bỏ rơi con. Còn thấy ảnh thiệt bận tâm tới con. Theo bà thấy, ảnh không những là bận tâm tới con, còn có ý nữa. Nếu như mộ lan này là đàn ông, coi bộ là muốn cua con. Không lẽ có người cua con bà không vui hay sao? Thì phải coi ai cua con. Không được không được, coi bộ mộ lan này có âm mưu bất chánh. Cho dù thế nào, ít ra bấy lâu nay ảnh không hề thay lòng. Không nói với bà nữa, con phải về đài tivi để thu hình. Thôi chết rồi, con của mình bị thành ý của mộ lan làm cảm động. Vậy Tèo Lớn thế nào? Thôi chết, thôi chết. Rõ ràng để trong túi quần mà. Sao bị sao mất tiêu? Mất đồ à? Dạ phải. Ở đâu đi? Có phải kiếm cái này hay không? Cảm ơn má. Con à, con bị mất đi một chiếc bông tai trân châu, đã khẩn trương như vậy, tội nghiệp cho má bị mất đi một đứa con dâu tương lai mà không có chỗ để kể lể. Má đã nói sao đâu? Đáng lẽ má cũng không có muốn lằng nhằng, nhưng mà nhìn thấy con rõ ràng nhớ nhung người ta, lại giả đò như là không có gì, má thiệt là không nhịn được. Má, con thật có chừng mức. Con có chừng mức? Con à, má thì không biết con nghĩ thế nào. Bây giờ con đã thích người ta thì mở miệng tỏ lòng đi. Tuổi xuân của người đàn bà có hạn đó, không lẽ con bắt người ta chờ con xuống kiếp? Bông tai trân châu này, trước khi con Lan đi Nhật Bản đã trả lại cho con. Như vậy đã đủ chứng minh cổ đã không lưu luyến cuộc tình này. Hai viên trân châu không có thể gom lại thành một cặp, cần gì phải suy nghĩ diễn dông, tự dối mình dối người. Hey, bây giờ không biết là ai tự dối người. Nè con à, đứa này như vậy, đứa kia cũng vậy. Coi bộ kẻ làm má kim sư phụ này phải đích thân ra tay mới được. Mai là ở bên Nhật Bản cái gì cũng tốt, nhưng dù thế nào cũng không thoải mái bằng về tới nhà.
Thiệt đúng là lòng sàng không bằng ổ chó. Sau ngày em Khang trở về Mỹ, cả căn nhà không có ai ở hết. Mai có sư phụ với chị Nhi Muối quét dọn, nếu không sẽ bị mặn nhện văng đầy. Cho nên đã mua nhiều bánh trái về quỷ lạo cho bọn họ. Bây giờ hình như họ đang trình diễn ở Lệ Đức, phải chờ họ về mới có thể tặng đồ cho họ được. Ê, tối nay mới đưa cho bọn họ hả? Trời đâu có vội. Mình về sớm một chút đó là cho họ mừng rỡ đột ngột mà. Hay là vậy đi, ba qua bển coi họ có bên đó hay không. Con chờ ba. À, nè con à con, họ chưa có về tới đó. Đem đồ qua đây. Được. Mau lên mau lên. Cái hộp này tặng sư phụ của con. Hộp này con tặng cho Tèo lớn đi. Dạ, con đưa. Thì con đưa đi, quen thân vậy mà, mau lên. Dạ. Con à, là thư của ai vậy? Là của ai bà... vậy con? Bà con nhỉ? Mộ Lan. Tại sao thư của Mộ Lan ở trong phòng của Tèo lớn ha? Ba, nếu mà con đoán không sai, Mộ Lan chính là anh Tèo lớn đó. Con nói Tèo lớn chính là cái người thường hay viết thư cho con, ở đằng sau ủng hộ cho con, cổ võ cho con, và là người tri âm của con, Mộ Lan đó hả? Dạ phải. Anh Tèo lớn. Coi bộ, thằng Tèo lớn này vẫn còn bận tâm và coi nặng tới con. Tuy rằng trải qua bao nhiêu mưa gió, nhưng mà nó vẫn một lòng một dạ với con. Con à, con không phải là yêu một chiều. Thì ra Tèo lớn cũng vậy, cũng là coi nặng tới đối phương. Nè nè, con đi đâu vậy chứ? Con kiếm anh Tèo lớn nói cho rõ ràng. Nè nè. Coi bộ kế của chị Yến cũng tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã vất vả. Làm phiền làm phiền. Nè con à, lần này đã thành công rồi. Cái gì thành công? Ngồi xuống. Lần này má đã đích thân ra tay, số cuộc để giúp con hàng gắn lại. Vừa rồi má nghe chủ đại cát điện thoại nói, con Lan đọc được lá thư đó, đã tin như là thật. Con Lan đọc được thư gì? Cái gì tin như thật? Để má nói cho con biết. Má muốn kéo con với con Lan lại gần nhau. Má với chủ đại cát nghĩ ra dùng tên của Mộ Lan viết một lá thư giả để ở phòng của con, rồi cố tình để con Lan nhìn thấy. Vừa rồi chú đại cát nói trong điện thoại, anh nói là con Lan đọc lá thư đó đã tưởng con chính là Mộ Lan. Wow, nó thiệt là kích động. Bây giờ hả, chắc là đã kéo tới Lệ Đức kiếm con đó. Vậy là con có hy vọng. Má không chứ hả? Má với chú cát hợp mưu dùng danh nghĩa Mộ Lan viết thư giả đi gạt con Lan. Nếu không như vậy, làm sao cảm động được con Lan để nó có thể sớm cái tóc xe duyên với con. Má à, làm như vậy không tốt. Bây giờ quan trọng nhất nè là con phải cẩn thận để diễn tốt màn kịch này. Một lát còn phải khẳng định con là Mộ Lan, để mà má có thể uống cái chén trà cô dâu này má đã chờ lâu lắm rồi. Hey, má làm nhiều chuyện quá. Sao làm ra chuyện vô duyên? Thật ra Mộ Lan chính là... Mấy người chơi đã chưa? Lan. Lan. Tại sao? Tại sao cứ phải cho tôi niềm hy vọng, sau đó lại tạt một thau nước lạnh xuống người tôi? Hả? Cả một năm trời tôi cố gắng chống chọi, suốt cả một năm trời làm bộ như không có chuyện gì. Cả tôi cũng tưởng rằng tôi có thể dứt bỏ đi cuộc tình này. Tôi không ngừng tự nói với mình, không thể nhớ nhung tới anh, không thể suy nghĩ quá diễn vọng, không thể để anh nhìn thấy tôi khóc. Ai ngờ Lần, thật ra tôi hãy nên thức tỉnh lại. Một năm trước tôi trả chiếc bông tai trân châu cho anh, nhưng anh lại nhẫn tâm liền nó xuống phố như vậy. Và tôi đã dại dột lượm nó lên, sau đó cứ giữ ở bên mình. Còn dại hơn nữa là tới giờ còn tin anh là Mộ Lan. Tôi chỉ ghét mình sao lại quá đần độn. Lan à, thật ra tôi
Anh không cần nói, tôi sẽ về Nhật mẫu màu, từ nay không quấy rầy tới anh nữa. Ây da, Lan à, Lan à, Lan. Nè con à, thì ra hôm xưa chiếc bông tai trân châu mà con giục xuống phố đã bị con Lan lượm đi. Nghĩa là cái bông tai trân châu này không những không bị mất, bây giờ lại còn ở chung với nhau nữa. Ê, con với con Lan không phải là có duyên không phận, mà là có duyên có phận. Ây da, con còn đứng đây làm gì, con không mau rượt theo. Nè má cho con biết, nếu con không rượt về được con dâu tương lai của má thì đừng có kêu má là má nữa. Rượt theo mau đi, mau lên. Lan à, đừng có đi. Lan, đừng có đi mà. Nghe nói thật ra mộ Lan chính là anh. Anh là mộ Lan. Giờ phút này mà anh còn muốn nói láo để gạt tôi. Bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ dại dột như vậy. Em hãy nghe anh nói, anh không có gạt em. Mộ Lan thật sự là anh. Từ lúc em tham gia thi đua ca hát, anh đã viết lá thư đầu tiên cho em, là cổ võ em được nên bỏ lý tưởng của mình. Rồi thì mỗi lá thư gửi cho em đều đích tay anh viết. Tại vì anh có nhiều lời không dám nói với em, anh mong có thể mượn miệng của Mộ Lan nói ra với em. Sau đó anh phải trốn tới đường miếu. Anh không có gặp được em, nhưng lại muốn biết tình trạng của em. Anh tiết kiệm dành dụm mỗi một ngày ăn bánh mì, cũng là muốn tới bưu điện để thuê một thùng thư. Anh còn viết địa chỉ hồi âm cho em, để em có thể trực tiếp viết thư trả lời cho anh. Sau đó có một lần anh ở trong báo chí, nhìn thấy em không có đeo chiếc bông tai trân châu đó, rồi lại đồn ra cái chuyện em với thằng Quay. Anh lo em bị thằng Quay gạt, cho nên trong thư đã nói với em, biểu em đừng có đeo bừa bãi một bông tai mới. Nếu anh không phải là Mộ Lan, anh đâu có biết nhiều chuyện như vậy. Anh tèo lớn, anh thiệt là Mộ Lan. Anh là Mộ Lan, Mộ Lan cũng chính là anh. Sao anh lại không chịu nói sớm cho em biết? Anh không dứt bỏ được tự ái. Anh thấy lại đỡ chung với em, như là bắt em phải tội nghiệp cho anh. Anh phải khiến cho em nản lòng. Anh còn giả đò dục viên trân châu đó, dục xuống biển. Mỗi lần nhìn thấy em đeo bông tai đó là muốn nói với em, anh thật sự muốn nói với em là anh vẫn còn nhớ tới em. Anh còn dại dột đi làm lại một viên trân châu giống như là đúc. Chỉ tiếc là anh không có can đảm để mà tặng cho em. Sau đó anh biết em rời khỏi Hồng Kông, anh lại lo là anh sẽ cản trở tới tiền đồ phát triển của em. Anh còn dại đến nỗi đã quyết định dục viên trân châu đó xuống phố. Hả? Thì sao anh lại đem đôi bông tai trân châu của anh mua để liền xuống phố nữa? Phải, lần này anh vừa liền chiếc bông tai đó xuống phố, thì đằng kia em nhờ ông Nhu trả lại chiếc bông tai cho anh. Em coi, bây giờ đôi bông tai này rốt cuộc đã tụ lại. Đôi bông tai này thì như là anh với em, từ nay vĩnh viễn không xa nhau nữa. Anh tèo lớn. Lần Lần Gam chỉ chỉ đâu một nhau phong hay ngõ khó giao sợi trong chim mê đông chân sẽ sẽ ngồi nhìn chân hầu phơi ra bụi chi han liều cái ngõ mê yêu phù như nị bất chi đâu trong một cái xuyên cho đôi lâu dùng sáng trong tâm để chúc cầu chỉ sang ngày hôm trong hai chỉ như vậy để gió yên chính chân sẽ sẽ bị chính một mặt chúc phúc lì phải lòng nhiều nhiều kinh quan trừ sang sang mùa nhìn hàn nhau nhất thiên trong như sau lòng khi
trắng xanh kinh sâu. Nè nè, tôi không ngờ ca kịch vũ này ở bên Nhật Bản diễn suốt một năm đã phá kỷ lục, về tới Hồng Kông cũng được hoan nghênh như vậy. Dĩ nhiên, họ một đứa là con tôi, một đứa là đệ tử của tôi. Một đứa là con gái của tôi, một đứa là rể tương lai của tôi. Hôm xưa chúng ta không biết thân phận thật sự của Mộ Lan, cho nên đã gây ra hiểu lầm, may là không có làm hư chuyện. Cho nên nói, của chị sẽ là của chị, người hữu tình được kết tóc xe duyên. Đừng có nói là trời bão, cho dù động đất cũng không có bị vuột mất. À phải, chuyện này Cát, tôi với anh cũng phải chọn một ngày lành rồi thì... Nè nè, không cần chứ hả? Sao lại không cần? Phải đãi tiệc cưới cho tụi nó chứ. Ồ, anh tưởng là cái gì? Tôi còn tưởng tôi với chị hai người. I love this world， 爱它美丽的光和亮，是甜蜜的梦中让有情人成眷侣，拥抱你背包牵着我